Sáng ngày 19 tháng 6, lễ khởi hành chuyến xe không tiền mặt nằm trong chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2022 diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Với sự tham dự của ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, cùng đại biểu các đơn vị phối hợp, các nhà đồng hành cùng đông đảo người dân thủ đô. Chuyến xe không tiền mặt là một hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2022 do Báo Tuổi Trẻ, Vụ Truyền thông, Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Chuyến xe này mang sự kiện Ngày không tiền mặt đến với các tỉnh thành trên hành trình chuyến đi từ Bắc vào Nam. Thì chúng tôi đánh giá đây là một cái sự kiện mà rất là sáng tạo của Báo Tuổi Trẻ. Chuyến xe mà đi dọc Bắc Nam và không chỉ có người dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận với những cái hoạt động của Ngày không tiền mặt thông qua cái chuyến xe không tiền mặt, mà còn những cái tỉnh thành mà chuyến xe đi qua, người dân cũng có thể tiếp cận được với những cái phương thức thanh toán mới. Và rõ ràng thì chúng ta sẽ có sự lan tỏa từ thành phố đến những cái vùng miền trên cả nước. Chúng tôi đã nỗ lực thực hiện một chuyến xe không tiền mặt, mà như các bạn đã thấy trong cái buổi lễ khởi hành sáng nay, chuyến xe đặc biệt này được tổ chức nhằm mang sự kiện không tiền mặt đến các địa phương trong hành trình Bắc Nam, chứ không dừng lại là tổ chức sự kiện không tiền mặt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như những năm trước. Và khi sự kiện không tiền mặt mang đến cho các địa phương thì chúng tôi nghĩ rằng bà con nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân ở ngoại ô, khu vực nông thôn, ở các tỉnh thành trên hành trình chuyến xe trải qua sẽ có cơ hội để trực tiếp tham gia vào các cái hoạt động không tiền mặt, ví dụ như là mua hàng hóa, những cái vật dụng thông thường để cho những cái hoạt động kinh tế, xã hội sau phục hồi của dịch bệnh trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn với bà con. Sự kiện tương tự sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 26 tháng 6 và tại thành phố Hồ Chí Minh từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 3 tháng 7. Ngay sau sự kiện lễ khởi hành tại Hà Nội, đoàn xe sẽ lăn bánh bắt đầu hành trình xuyên Việt.